Đại diện công ty cổ phần vận tải đường sắt Sài Gòn cho biết, nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách trong dịp Tết Ất Tỵ 2025, ngành đường sắt đã tổ chức bán vé từ ngày 1 tháng 10 vừa qua. Sau 2 tuần mở bán vé, tổng số vé đã thanh toán hơn 62.000 vé. Thêm vào đó, ngành đường sắt đang áp dụng nhiều chính sách ưu đãi để hỗ trợ hành khách đi tàu như giảm giá cho các đối tượng chính sách xã hội, đoàn viên công đoàn, hành khách có thể khách hàng, giảm 3% giá vé cho các đoàn tàu xuất phát tại ga Sài Gòn ngày 27 tháng 1 năm 2025 tức ngày 28 tháng Chạp và đi từ 1.000 km trở lên, giảm 5% giá vé lượt về cho hành khách mua vé khứ hồi. Đặc biệt sinh viên sẽ được giảm từ 10% đến 20% giá vé tùy theo ngày đi tàu.